Ngàn Giường và Xử Lý Ma Quỷ, tác giả Dad Hillman, chương 12. Ma quỷ muốn sỉ nhục bạn. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà. Luca chương 8, câu 27. Ma quỷ khiến cho người điên ở Gerase không mặc quần áo gì cả. Đi ra ngoài đường mà không mặc quần áo, đó là hình thức làm nhục kinh khủng nhất. Có hai dạng kế hoạch của ma quỷ: có kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn. Mỗi tín hữu cần nhận được sự mặc khải của Chúa về kế hoạch dài hạn của kẻ thù đang nghịch lại đời sống và chức vụ của họ. Gần đây, Chúa đã dẫn dắt tôi cầu nguyện hủy phá một số hoạt động mà Satan đang lên kế hoạch chống lại tôi. Bạn có thể không biết ma quỷ đang lên kế hoạch gì, nhưng sự thật, nó đang lên kế hoạch và ra quyết định đánh lại bạn. Hãy nhìn quanh thật kỹ càng, bạn sẽ thấy có nhiều người từng được phước, nhưng giờ thì đã cháy túi. Tôi biết có nhiều người đã từng có trong tay cả triệu đô la, nhưng giờ thì không có tiền, hoặc có rất ít tiền. Tà linh sỉ nhục đang đánh nhiều tín hữu tịnh vượng, biến họ thành kẻ trắng tay. Nếu bạn là thương gia, điều quan trọng là bạn phải cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cơ ngơi và sự thịnh vượng Chúa đã ban cho mình. Nhiều người hầu việc Chúa từng có danh tiếng tốt, ngày nay nhiều người đã rơi vào thinh không, bị sỉ nhục. Họ bị như vậy là do ma quỷ đánh họ. Nhiều người giảng tin lành qua truyền hình tại Mỹ đã bị sỉ nhục và rơi vào quên lãng. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy có một kế hoạch tối tăm kín đáo dài hạn mà ma quỷ đã lên sẵn để đánh tội tớ Chúa. Bây giờ, người giảng tin lành thì ít, thầy bói thì nhiều. Kế hoạch dài hạn của ma quỷ là đánh hạ các tội tớ Chúa, để người ta không còn tìm tôi tới Chúa mà đi tìm thầy bói và đồng cốt bói khoa. Tà linh sỉ nhục đang đánh vào nhiều tôi tới của Chúa. Có bờ vai nào rộng không em, để anh tựa những đêm đông lạnh? Có bờ vai nào đủ rộng không, để anh thôn thức khi thất vọng, để anh thỏa lòng những nỗi chờ mong? Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh gửi những giấc mộng lành? Có bờ vai nào thật dịu êm, để anh gửi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai? Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, dừa đứng những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoan trường, ai người lặng hương mang bao lì phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh tựa những khi muôn phiền? Có bờ vai nào đủ rộng không, để anh gửi nhé khi đắng lòng, để anh mỉm cười những lúc sâu đông? Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh mượn suốt bao canh dài? Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để anh một lần xuyên lấy bờ vai? Bờ vai Giê-xu, bờ vai
vết gai, khi lòng tê tái hay khi thất bại, giữa đường những lúc sâu bơ bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoàn trường, ai người lạc hương mang bao ly phiền, bờ vai Giê-xu là chốn bình yên, bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, giữa đường những lúc sâu bước, bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao ly phiền, bờ vai Giê-xu là chốn bình yên, bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.